gia. Khi bắt đầu bước vào sáng tác chuyên nghiệp thì nhạc sĩ Hồng Xương Long gửi tác phẩm đến nhiều ca sĩ. Nhiều ca sĩ đã từng hát những bài hát của anh, có thể kể đến như là ca sĩ Quang Dũng với bài hát Sài Gòn Trong Tâm Hồn Tôi, ca sĩ Mỹ Tâm với bài hát Từ Giã Mùa Đông, Đan Trường với bài hát Em Có Về Chốn Xưa, Hoàng Thanh với bài hát Chú Cuội. Năm 2002 thì nhạc sĩ Hồng Xương Long được ca sĩ Dân Quang Long hát bài hát là Thư Cuối và Đan Trường hát bài Lỡ Hẹn rất hợp, nên đã bắt đầu hợp tác lâu dài với Kim Lợi Studio và HT Production. Anh sáng tác một loạt các bài dân ca cho ca sĩ Cẩm Ly như là Em Gái Quê, Mưa Chiều Miền Trung, Điệu Buồn Lý Sàng Xê, Chuyện Ngày Thơ, Xe Qua Lỡ Duyên vân vân và Miền Trung Yêu Dấu cho do ca sĩ Đan Trường hát. Đến nay thì nhạc sĩ Hồng Xương Long đã bước đầu gặt hái được ít nhiều thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhất là dòng nhạc mang âm hưởng dân ca. Giờ bây giờ Thu Ế và Kim Cương xin mời quý thính giả chúng ta cùng gặp gỡ nhạc sĩ Hồng Xương Long nhé. Thu Ế và Kim Cương xin chào nhạc sĩ Hồng Xương Long và rất vui khi được trò chuyện cùng anh trong chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc trực tiếp của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Anh có thể cho biết cảm xúc của mình lúc này khi tham gia chương trình như thế nào ạ? Trước tiên Hồng Xương Long xin gửi lời chào sức khỏe đến khán giả của Đài Vĩnh Long. Long rất lấy làm vinh dự tham gia chương trình này. Dạ, khi mà được mời tham gia giao lưu trực tiếp với thính giả thì không biết lúc đó anh cảm nghĩ như thế nào ạ? Long cũng rất là vui vì được tham gia để trò chuyện với đài và khán giả. Đó là một cái niềm vinh hạnh, cũng rất là hạnh phúc. Cảm ơn anh đã dành chút thời gian tham gia buổi giao lưu hôm nay. Nhạc sĩ Hồng Xương Long thân mến, thì được biết là những bài hát như là Gọi Đò, này, Em Gái Quê, Lỡ Hẹn, Xe Qua, Mưa Chiều Miền Trung, Thư Cuối, 12 Con Giáp là những sáng tác rất là nổi tiếng, được nhiều khán thính giả yêu thích. Anh cảm thấy như thế nào khi tác phẩm của mình ra đời được mọi người đón nhận ạ? Nói chung nhạc sĩ nào cũng vậy thôi. Một khi sáng tác ra những tác phẩm của mình được khán giả yêu mến thì ai cũng rất là vui. Và đó cũng là cái điều mà tâm đắc của những người nhạc sĩ khi người ta đặt trái tim và cảm xúc mình ở nơi những tác phẩm đó, thì cái sự đón nhận của khán giả là có một cái sự đồng điệu giữa nhạc sĩ và khán giả. Khi mình có một cái sự tôn trọng trong sáng tác của mình thì khán giả người ta sẽ đón nhận được cái sự tôn trọng đó. Dân xin chân thành cảm ơn những chia sẻ về những cái tác phẩm khi được các bạn khán thính giả gần xa đón nhận mà nhạc sĩ Hồng Xương Long vừa chia sẻ đến các bạn thính giả ngày hôm nay. Nhạc sĩ Hồng Xương Long thân mến, được biết với ca khúc Gọi Đò đã đưa tên tuổi của ca sĩ Dương Ngọc Thái nổi tiếng. Và khi mà nhắc đến ca khúc này thì mọi người liền nhớ ngay đến nhạc sĩ Hồng Xương Long là tác giả của chính ca khúc. Không biết là khi mà nghe cái bài Gọi Đò này thì Kim Cương có một thắc mắc, không biết là nhân vật tôi trong ca khúc Gọi Đò có phải là chính bản thân, chính câu chuyện của chính anh hay không? Hay là anh đồng cảm, anh đã từng nhận thấy được sự đồng cảm ở những mối tình tan dở mà là sáng tác ra được ca khúc Gọi Đò này ạ? Long có một cái hầu như là những tác phẩm nào của nhạc sĩ sáng tác nó có ít nhiều về đều có một cái sự thật trong trong đó, bao nhiêu phần trăm trong đó, nhưng mà riêng bài Gọi Đò thì lại là một mối tình của Long thôi. Giống như mình cũng có một mối tình và có cô lấy đò, khi mình đi xa học gì đó nghề rồi mình về thì người bạn đó đã đi lấy chồng nên cảm giác buồn khi mình viết ra bài Gọi Đò. Vâng, nhạc sĩ Hồng Xương Long có thể chia sẻ thêm là mình sáng tác ca khúc này trong khoảng thời gian bao lâu ạ? Có nghĩa là cảm xúc thì mình viết ngay hay là mình ấp ủ một thời gian rồi mình mới viết ca khúc này nói chung nếu mình cái nhân vật trong bài Gọi Đò thì mình không thể nói cụ thể, bây giờ người ta có gia đình hết rồi. Nhưng mà mỗi ca khúc Long viết thường thường là viết nếu nhanh thì cũng nhanh lắm. Có thể là viết bất kỳ một bài hát nào, có thể viết trong vòng nửa tiếng cũng được, nhưng mà có thể thành một tác phẩm thì một tháng mới xong. Thì cũng là cái khi nào mình cảm giác nó đã đạt tới một cái ngưỡng cảm xúc nào đó và không còn gì để mà muốn nói trong tác phẩm này nữa thì tác phẩm đó đã xong. Thường thì mất chừng khoảng 10 ngày, 15 ngày. 15 ngày.
Nhân, có lẽ là các bạn thính giả của chúng ta cũng biết là nhạc sĩ Hồng Sương Long sáng tác bài Gọi Đò trong hoàn cảnh nào rồi đúng không ạ? Và bây giờ thì chắc có lẽ là Kim Cương đúng không? Kim Cương và các bạn thính giả chúng ta cũng rất muốn được nghe lại bài hát Gọi Đò của nhạc sĩ Hồng Sương Long. Bây giờ thì Thu Huế xin mời quý thính giả thưởng thức bài hát Gọi Đò, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long do ca sĩ Dương Ngọc Thái trình bày nhé. Các bạn vừa thưởng thức bài hát Gọi Đò, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long do Dương Ngọc Thái trình bày. Không biết là Kim Cương khi mà nghe bài hát này thì Kim Cương có những cảm xúc gì ạ? Đúng như nhạc sĩ Hồng Sương Long đã chia sẻ vừa rồi cho các bạn khán giả cũng như là Kim Cương và chị Thu Quế được biết, thì có xuất phát từ một cái câu chuyện tình cũng có thật, xuất phát từ một cái nhân vật cũng có thật, rồi mình tâm trạng mà sáng tác nên ca khúc Gọi Đò. Thì qua tiếng hát của ca sĩ Dương Ngọc Thái thì rõ ràng là cảm nhận được trong đó là chất chứa biết bao nhiêu tình cảm của chàng trai đúng không ạ? Nghe tiếng Gọi Đò mà nhớ về người yêu cũ rồi biết bao nhiêu nỗi niềm ở trong đó. Thì bởi vì cái sự tình cảm, nỗi niềm mà ca khúc này được rất là nhiều các bạn khán thính giả đón nhận. Mà trong những chương trình ca nhạc của Đài Phát thanh Vĩnh Long thì các bạn thính giả cũng thường hay yêu cầu bài hát này. Thành ra là nhạc sĩ Hồng Sương Long cũng yên tâm nha, đài thính giả của Đài Phát thanh Vĩnh Long rất yêu mến những bài hát của nhạc sĩ Hồng Sương Long. Bây giờ chắc có lẽ Thu Quế muốn hỏi nhạc sĩ Hồng Sương Long là cái bài hát mà Em Gái Quê đó, nhạc sĩ Hồng Sương Long sáng tác thì được ca sĩ Cẩm Ly trình bày, thể hiện rất là thành công và được khán thính giả mến mộ. Xin nhạc sĩ hãy cho biết là bắt đầu từ đâu thì nhạc sĩ đã hình thành nên những ca từ rất mượt mà mang đậm âm hưởng dân ca được đông đảo khán thính giả đón nhận ạ? Long có một cái cá tính rất là khác thường, là giống như không bao giờ đi theo một cái nhóm số đông nào hết. Cho nên lúc mà năm 2000 là tình hình là âm nhạc sẽ rất là ấy, mà cái dòng nhạc quê hương nó giống như nó bị chìm nghiễm đi, không còn ai muốn hát, không còn ca sĩ hay là những chương trình nào được ấy về cái dòng nhạc đó, nên Long có một cái thích có những cái sự đột phá riêng của mình. Nhưng mà ngoài đó thì cũng là xuất hiện ca sĩ Cẩm Ly, thì cái giọng hát quê hương rất là hay. Anh ca Long viết hầu như là những bản nhạc mà Long viết cho Cẩm Ly hát rất là xúc động và rất là đạt hết cái tình cảm, cũng như là mình cũng yêu mến giọng hát Cẩm Ly nữa, cho nên giống như một người em gái thôi. Long viết như là Em Đi Quê rồi vậy đó.
Mẹ mùa trăng sao, chim trắng mồ côi gì đó. Nó Long viết rất là tâm huyết cho cái dòng nhạc quê hương và dân ca và tấm đi trình bày đó, cũng xuất phát từ đó nên Long viết đem đi quê và gửi qua bên Kim Lợi, bên chỗ công ly đang cộng tác. Dân xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Hồng Sương Long. Vừa rồi thì anh cũng có chia sẻ là dường như là những ca khúc mình viết rồi được nữ ca sĩ Cẩm Ly thể hiện thì thường là khá thành công, phải không ạ? Anh có thể chia sẻ là cái cơ duyên nào mà để cho anh cũng như là ca sĩ Cẩm Ly thường xuyên là chúng ta lại cộng tác lại với nhau, và khi mà làm việc với những ca khúc của anh đó thì mình chỉ cần gửi cho ca sĩ Cẩm Ly rồi chị sẽ tự thể hiện, hay là mình có cái trao đổi hoặc là hướng dẫn gì để ca sĩ có thể thể hiện đúng tinh thần của bài hát của mình không ạ? À thì ai cũng biết là phía sau Cẩm Ly là có một cái ekip mà trong đó là nhạc sĩ Minh Vi là giám đốc hãng Kim Lợi, thì lúc đó Long cộng tác thì chỉ cần mình cộng tác với Kim Lợi thì là có Cẩm Ly rồi, còn chỉ chuyện trao đổi này nọ là mình với Minh Vi và hai bên là cũng như là cũng thân thiết rồi, trao đổi trong tác phẩm được rồi đó. Đó Cẩm Ly là chỉ lo dưỡng giọng và lo hát thôi, ngoài ra là cái ekip mà phía sau Cẩm Ly là có Minh Phi này nọ và có một số nhạc sĩ cộng tác với Long. Đó là những cái chia sẻ của tác giả về bài hát Em Gái Quê đã được ca sĩ Cẩm Ly thể hiện. Bài hát này rất thành công, và có lẽ là không chờ đợi lâu nữa thì giờ Thu Huế và Kim Cương xin mời quý thính giả chúng ta thưởng thức bài hát Em Gái Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long, cho Cẩm Ly trình bày nhé.
mang trong lòng tình em gái quê, dập dìu dòng đời ngược xuôi, anh nơi đâu có còn nhớ nhau. Dưới trăng đêm nào mình trao nhau tiếng yêu ban đầu. Rồi một ngày các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta vừa được thưởng thức ca khúc Em Gái Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Xương Long do nữ ca sĩ Cẩm Ly thể hiện. Và tín hiệu từ chương trình cho biết hiện tại thì có một bạn thính giả đã kết nối chương trình và rất mong muốn được trò chuyện cũng như là đặt ra những câu hỏi cho nhạc sĩ Hồng Xương Long. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ trò chuyện ngay với bạn thính giả này. Alo. Alo, xin được mến chào chị Kim Cương, Thu Huế và nhạc sĩ Hồng Xương Long ạ. Dạ, Kim Cương và Thu Huế xin được mến chào anh nè. Thật ra thì Kim Cương cũng đã nhận ra được giọng của anh rồi. Nhưng mà chắc là mình cũng dành thời gian để anh giới thiệu lại cho tất cả các bạn thính giả cùng được biết về mình anh nhé. Xin mời anh nè. Xin được chào tất cả các thính giả. Mình tên là Quỳnh Quý Trường, đến từ huyện Mỹ Xuyên của tỉnh Sóc Trăng ạ. Rồi, bây giờ thì có lẽ là Quý Trường cũng muốn gặp gỡ với nhạc sĩ Hồng Tư Long đúng không? Xin mời Quý Trường... hãy đặt câu hỏi cho nhạc sĩ Hồng Xương Long đi ạ. Dạ, em xin được mến chào anh Hồng Xương Long ạ. Anh chào em. Dạ, trước tiên á, cho em khen cái tên anh. Lúc đầu á, hồi ngày xưa em biết tên anh, em cứ ngỡ đây là một cái bút danh, mà qua chương trình hôm nay thì em mới biết được tên thật của anh là Hồng Xương Long luôn. Cho nên là cái tên anh rất là đẹp và để lại ấn tượng trong lòng của em rất là nhiều. Dạ. Em có câu hỏi đầu tiên dành cho anh như thế này nè. Là người miền Trung thì anh viết rất là nhiều bài mang âm hưởng dân ca Nam Bộ rất hay, rất ý nghĩa và rất hợp với chất giọng của rất nhiều ca sĩ. Em xin hỏi là đó là do sự tìm hiểu của anh hay đó là tình cảm của anh dành cho dân ca Nam Bộ cũng như vùng đất hoặc là người dân Nam Bộ? Em xin hỏi câu hỏi như vậy ạ. Tình cảm của dành cho cái người dân miền Nam thì đương nhiên rồi. Tại vì viết nó cảm xúc như vậy thì nó phải là cảm xúc như vậy thôi. Thứ hai nữa, Long là người học nhạc bên âm nhạc nên Long cũng rất là thông thạo vấn đề âm nhạc của vùng miền. Ví dụ như viết về miền Nam cũng được, miền Trung cũng được. Tại vì mình là dạy nhạc mà. Hai nữa, phải đặt trái tim mình trong tác phẩm đó thì nó sẽ rung động người khán giả thôi. Dạ. Nghe là một người con Nam Bộ mà nghe anh nói vậy cái cảm thấy tự hào và thích thú vô cùng luôn. Em có một câu hỏi thứ hai dành cho nhạc sĩ Hồng Xương Long, đó chính là trong số những cái sáng tác của anh á, thì
thì em thích nhất đó là ca khúc Mưa Chiều Miền Trung, là một trong những ca khúc mà em thường nghe đi nghe lại rất là nhiều lần, và nhất là trong thời điểm này là hổng rày em cứ mở nghe liên tục với ca khúc này. Thì anh có thể chia sẻ cái tình cảm, cảm xúc cũng như cái hoàn cảnh nào để giúp anh được ra đời cái ca khúc Mưa Chiều Miền Trung ạ? Ca khúc Mưa Chiều Miền Trung nó động trong lòng anh từ cái đợt mà lũ lụt mà nhiều người chết á, năm 99 rất là đông. Trong đó có những cô giáo vùng cao, có những đứa cháu con của những người bạn. Long nhớ trong lòng. Nhưng khi Long đặt vấn đề viết về ca khúc, về nội dung về miền Trung, thì là đầu tiên là Long phải viết về cái nội dung, đưa nội dung đó vô trong tác phẩm của mình. Bởi vì Long chính là người miền Trung. Cẩm Ly cũng là gốc của miền Trung nên cũng có nói chuyện qua bên Kim Lợi, nên bên đó cũng nắm được cái nội dung và cái ý tưởng mà Long viết ra. Cái lời bài hát với lại cái sự đưa tình cảm của chị Cẩm Ly vào cái bài, cho nên làm cho con người ta nghe mà nó đông đầy cảm xúc luôn. Chị Thu Quế ơi. Rồi bạn nói đi ạ. Đang trong thời điểm này chị có thể phát giúp em ca khúc Mưa Chiều Miền Trung để em nghe một lần nữa không chị? Sẵn sàng thôi với Trường ạ. Trước hết thì em xin được cảm ơn anh Hồng Xuân Long đã trả lời câu hỏi giúp em. Và với ca khúc Mưa Chiều Miền Trung em xin được gửi tặng lại cho anh cũng như là tất cả đồng bào miền Trung của mình. Em chúc cho tất cả có thật nhiều nghị lực để vượt qua những khó khăn trở ngại trong cuộc sống này. Và xin được tặng cho tất cả quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Em xin được chào chị Thu Quế, chào Kim Cương và xin được chào nhạc sĩ Hồng Xuân Long ạ. Rồi, Thu Quế và Kim Cương xin cảm ơn Quỳnh Quý Trường, một khán giả đến từ Sóc Trăng đã dành chút thời gian cho buổi giao lưu hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều và mong rằng thì bài hát mà bạn yêu thích được phát sóng ngay bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc rất là đặc biệt trong một buổi trưa hôm nay. Chúc bạn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Và bây giờ thì đáp ứng theo yêu cầu của thính giả Quỳnh Quý Trường ở Sóc Trăng, ngay bạn cả bản thân Kim Cương và chị Thu Quế hiện tại bây giờ cũng chắc là cũng rất là muốn nghe lại ca khúc này đây. Vậy bây giờ thì xin mời tất cả các bạn thính giả chúng ta cùng được thưởng thức bài hát Mưa Chiều Miền Trung, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Xuân Long do ca sĩ Cẩm Ly trình bày quý vị nhé.
mình đôi mà lòng đau như cách bàn tình ơi. Dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Sao trăng khuya nhớ ai, trăng vờ giữa lòng biến khơi. Lòng em nhớ ai, em còn mong chờ người xa. Con sông quê nay đã già, mà người đi biển biệt phương xa. Dòng sông tình ơi, dù cho em nay xa rồi, miền Trung vẫn thương trọn đời. Chờ anh nay bao đông rồi mà anh chưa về bên đời. Giả vừa thưởng thức bài hát Mưa Chiều Miền Trung, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Sương Long do ca sĩ Cẩm Ly trình bày. Anh Hồng Sương Long thân mến, thì Thu Huế còn được biết là năm 2002 thì anh bắt đầu hợp tác với Kim Lợi Studio và HT Production. Thì nhạc sĩ Hồng Sương Long cũng đã cùng với nhạc sĩ Minh Vi viết chung ba ca khúc, đó là Chim Trắng Mồ Côi nè, Trăng Vỡ nè, Đào Xót Lý Con Cua. Đặc biệt là bài Chim Trắng Mồ Côi do Đan Trường và Cẩm Ly song ca đã thực hiện thì chiếm được cảm tình lớn từ khán thính giả. Và có thể coi đó là một trong những sáng tác hay nhất của anh và nhạc sĩ Minh Vi. Anh có thể cho biết là hoàn cảnh ra đời của bài hát này được không ạ? Lúc đó Long cũng đang cộng tác bên đó thì cũng có một cái tình cảm thân thiết, cũng thân quen giữa bên Đan Trường, Cẩm Ly cũng như anh Tuấn Minh. Và mình cũng có nói muốn viết ca khúc, muốn nhờ Long viết chung với mình một cái ca khúc, thì Long cũng thấy cũng cần thiết, với hai nữa muốn tình cảm anh em muốn gắn bó nên Long muốn sáng tác chung, đứng chung viết lời chung cho một tác phẩm gọi là để làm kỷ niệm. Nói chung là cũng, nhưng mà khi viết thì Long cũng đặt hết tâm tư tình cảm, nói chung là cố gắng hơn cả những cái tác phẩm khác của Long nữa, bởi vì Long rất là tôn trọng tình cảm đó. Nên khi viết mấy bài đó Long thường viết rất là ráng sức, thường 200%. Sau khi mình viết độc lập mình thì viết nha, mình đang cố gắng hơn nữa. Long rất tôn trọng tình cảm bạn bè. Nó vậy nên cho khúc ra rất là được nhiều người đón nhận, là nó có một niềm vui. Và đó cũng là một cái kỷ niệm trong giữa Đan Trường, Cẩm Ly cũng giống như Long với mình, Vy với anh Tuấn rồi. Cả khúc đó là cũng làm biết bao nhiêu là kỷ niệm cho kể cả những khán giả, người ta cũng song ca này nọ, cũng là một kỷ niệm đẹp trong một tác phẩm đó. Tác phẩm này từ đầu thì mình đã lấy tên Chim Trắng Mồ Côi hay là mình phải chọn lựa trong những một số tên anh đã đặt ra rồi? Lúc đầu viết thì Minh Vy cũng có nói nhà ý là muốn viết về những cánh chim này nọ đó. Long thì nói chung là Long cũng viết. Thì viết ra ca khúc đó thì đầu là viết để cánh cò mồ côi. Sau đó thì trong quá trình thu âm đồ này nó phát hành thì đổi lại tựa là Chim Trắng Mồ Côi. Mới đầu thì mình là cánh cò mồ côi, xong rồi mình thấy là khi mà thu âm xong mình thấy cái Chim Trắng Mồ Côi thì nó hợp hơn, đúng không anh? Thì nó cũng đi sát với nội dung đó. Dạ. Nó lạ. Và được khi mà bài hát này ra đời
rồi đăng trường Cẩm Ly song ca, được nhiều người biết đến, thì lúc đó anh tác giả bài hát thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Long thật sự là mà nói, Long chỉ rất là phiêu trong lúc sáng tác thôi, còn khi mà ra ngoài hát rồi Long rất giữ thăng bằng. Khi mà bước ra ngoài thấy khán giả yêu mến mình rất là vui, nhưng mà tâm trạng Long lúc nào cũng giữ thăng bằng, không có để mà cho nó lên một cách là quá, hoặc là mình chìm sâu xuống quá, trừ khi mình không kiểm soát được mình nữa, chứ còn không, Long không để cho mình bị vượt quá cái cảm xúc mà mình không kiểm soát được. Long rất là vui khi ca khúc đã được đón nhận, nhưng mà mình cũng phải giữ được một cái tình cảm, cảm xúc, chứ nếu không là mình sẽ không viết được những bài sau. Nó còn những tác phẩm, những cái ý tưởng mới, cho nên lúc nào mình cũng phải giữ thăng bằng. Dân xin cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Hồng Xuân Long. Đúng như anh nói, giữ một cái thăng bằng trong cảm xúc của mình, để nhiều khi một cái tác phẩm nào được đón nhận nhiều quá mà chúng ta quá chú tâm vào cái đó, rồi như là một cái áp lực để những bài hát tiếp theo phải sáng tác nhiều, cái áp lực là phải sáng tác hay hơn nữa, thì nhiều khi nó lại không cho ra mình một cái kết quả mong muốn, đúng không ạ? Và bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ dành thời gian để các bạn khán giả sẽ cùng thưởng thức lại một ca khúc rất là được yêu thích, bài hát Chim Trắng Mồ Côi, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Xuân Long và nhạc sĩ Minh Vi, do cặp song ca Đan Trường và Cẩm Ly thể hiện nhé. Và bài này thì Thu Huế và Kim Cư cũng xin gửi tặng đến tất cả quý thính giả yêu thích những sáng tác của nhạc sĩ Hồng Xuân Long, đặc biệt là những ai đang theo dõi chương trình này. Chúc tất cả luôn vui khi đón nhận món quà tinh thần này nhé. Thank you.
Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi. Phù sa dung đắm chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ. Của nhạc sĩ Hồng Sơn Long. Thư Quế còn được biết đến một bài hát cũng được nhiều khán thính giả đón nhận, đó là ca khúc Viết Về Mẹ của nhạc sĩ. Khi nhạc sĩ hay tin mẹ bị đột quỵ, đó là ca khúc Mẹ Thương, và cũng đã được nhạc sĩ hát rất truyền cảm, thể hiện nỗi lòng của người con thương mẹ. Nhạc sĩ Hồng Sơn Long thân mến, thì anh có thể chia sẻ một chút về bài hát này được không ạ? Anh có thể chia sẻ một chút về bài hát Mẹ Thương được không ạ? Thì cái khúc này thì anh mẹ anh bị tai biến, thì anh nghe như vậy anh bị sốc. Nghĩ mà nhiều khi cái lúc mình đi cái hình ảnh mẹ mình lúc nào cũng mạnh khỏe trong trong cái lần gặp sau cùng đó em. Cho nên khi mà nghe tai biến thì tự nhiên mình xúc động quá, thì anh đi từ nhà anh đã đi về quê, trên đường đi là trong đầu anh cũng đã miên man cái giai điệu này rồi. Thì sau đó anh về thì chăm sóc mẹ, thì đến hồi được xuất viện thì cũng được khỏe ra. Và sau đó anh vô lại Sài Gòn thì anh hoàn thành cái khúc này. Thì lúc đó cũng đã cách đây mấy năm rồi, mới đây mẹ anh cũng mất rồi. Cái khúc này cũng là món quà tặng cho quý vị khán giả, cũng như là tặng cho mẹ anh. Và anh cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả và Vinh Long đã tạo điều kiện cho anh giới thiệu đến quý vị khán giả một số tác phẩm của mình. Cảm ơn em. Có lẽ là nhạc sĩ Hồng Sơn Long cũng đang rất là xúc động khi mà nói về bài hát Mẹ Thương. Khi mà nhạc sĩ hay tin là mẹ mình bị tai biến, bị đột quỵ, mà trên đường từ Sài Gòn đi ra tới miền Trung, thì nhạc sĩ đã sáng tác ra bài hát này. Cảm ơn nhạc sĩ đã dành chút thời gian cho buổi giao lưu hôm nay. Quế và Kim Hương thay mặt ban biên tập chương trình xin chúc cho nhạc sĩ luôn mạnh khỏe và sáng tác ra những tác phẩm âm nhạc được khán thính giả yêu mến. Và bây giờ sẽ là món quà mà nhạc sĩ Hồng Sơn Long gửi tặng đến quý thính giả của chương trình hôm nay, bài hát Mẹ Thương, sáng tác và trình bày của nhạc sĩ Hồng Sơn Long. Được một lần xưa áo mẹ áo bạc ngày xưa, cho tôi được một lần dìu vai mẹ về qua gió mưa, cho tôi nghe tiếng than ru hơi, cho tôi nghe gió mưa tơi bời. Thời gian cuốn trôi đi rồi, đây lối mòn xưa thuở nào mẹ đưa. Cho tôi về bên đó đội mưa chiều đón mẹ ngày thơ, bao con đường quen thuộc hàng tre già giờ đây sáng sơ. Cho tôi hôn cánh tay khô cằn, cho tôi hôn mái tóc hoa vàng, thổn thức trái tim bao lần như sóng trùng khơi lòng mẹ thương con. Ngày xưa lên non dắt con theo cùng qua
con bước đi trong chiều, gian nan nắng mưa đã nhiều, thương con nhớ con rất nhiều, lòng mẹ càng buồn bấy nhiêu. Mẹ thương, thương con chén cơm chưa đầy, thương con áo rách vai gầy, thương con héo hon từng ngày. Mẹ ơi, mai kia đến nơi suối vàng, con đây biết đâu tìm mẹ, con đây biết đâu đường về, gục đầu bờ vai áo xưa. Đây đất mẹ khổ cần và con đường đã sỏi bờ áo, đây câu hò vì dậm người mẹ nghèo làng quê thuở nào, đây non sông khắc ghi đá vàng, đây con tim máu xương dân tràn, tình thương nói không nên lời, tan chảy lòng con mẹ yêu dấu. Ngày xưa lên non dắt con theo cùng, qua sông dắt con theo cùng, băng qua gió mưa bão bùng. Ngày nay chân run bước đi trong chiều, gian nan nắng mưa đã nhiều, thương con nhớ con rất nhiều, lòng mẹ càng buồn bấy nhiêu. Mẹ thương, thương con chén cơm chưa đầy, thương con áo rách vai gầy, thương con héo hon từng ngày. Mẹ đau đường về, gục đầu bờ vai áo xưa. Đây đất mẹ khổ cần và con đường đã sỏi bờ áo, đây câu hò vì dậm người mẹ nghèo làng quê thuở nào, đây non sông khắc ghi đá vàng, máu xương dân tràn, tình thương nói không nên lời, tan chảy lòng con mẹ yêu dấu ơi. Đây non sông khắc ghi đá vàng, đây con tim máu xương dân tràn, tình thương nói không nên lời, tan chảy lòng con mẹ yêu.